Vậy các bạn thì hôm nay Vũ Chiến tiếp tục có mặt ở chỗ đôi vợ chồng Cù Khờ nha bạn. Do mấy ngày nay mưa quá trời mưa luôn nên hiện giờ anh Kha với mấy anh em mà đi mua bạc với mua cây dầu về che cái chỗ mà mưa nó tạt á, cho chỗ anh Dũng với chị Thanh, cho trời mưa nó không có tạt nữa. Ngày hôm qua thì mưa nó tạt ướt hết trơn luôn, ngủ tối này ngủ không được luôn. Bây giờ anh em chuẩn bị mua cây với mua ni lông đồ về che lại. Dạ. Kha đang ăn gì quá trời ăn gì. Làm trước nghe để không mưa cái mưa nữa. Ăn đi anh. Bởi vì hồi bây giờ lột áo mưa làm biết. Không tôi luôn đi tôi làm. Chưa có. Dạ dạ dạ. Ăn gì ạ? Rồi anh em ăn đi nghe, tôi ăn trước nghe. Bánh kẹp thì chứ mưa rồi. Ăn bánh kẹp chi. Ăn đựng chi á. Ăn có sức đặng sửa nhà cho vợ chồng Khờ. Rồi rồi rồi. Trời ơi, hôm nay không ăn bánh đâu, ăn cơm. Ngạc nhiên chưa? Anh làm gì anh Phương? Ăn chú chiên. Ăn chú chiên chi ạ? Chú chiên nó làm gì? Nép nép qua bên việc gì? Vì anh em làm việc. Làm việc gì? Vợ chồng Khờ. Chú vợ chồng Khờ. Trời ơi, sữa vậy mà không đãi cơm ăn, ăn chú chiên vậy nó khổ ghê không? Lát mới nấu. Mình chơi cầm luôn. Anh em nói chung là... Cắn cái rồi. Đúng lấy kìm á, kìm á bấm lọc lẹ lọc. Có nó quấn thôi à. Quấn vô cái màng gỡ màng luôn hả? À, không có gỡ màng. Phải vô thì phải gỡ. Gỡ màng vô rồi, phải gỡ ra. Dạ. Chị phát biểu cảm nghĩ rồi tối nay che rồi lạnh lặng rồi tối nay cũng mưa hết tạt rồi sao? Cũng con không? Trời trời chi. Gỡ thằng kia lên. Nào. Súng. Súng. Tí súng. Về miền tí súng rồi. Mày nó chưa mày hả? Trời dưới nó luôn chịu không? Không, cho lên đây rồi. Dạ, bà chú. Không ăn đi, không ăn đâu. Trời đút nữa. Cô bà vừa làm, bà vừa ăn rồi. Cái chừng nó là cái sống chén này đổ cái tương bấm như vừa. Đó. Đây là chiều ngang phải không? Cây lửa đó, cây rồi gỡ cái một cây đi cây rồi mưa hay lực quá. Cái này nãy làm chiều trên đây phải không? Đúng rồi. Chiều nào á? Nàng Kha nói chiều này là nãy nó đi cắt cái biết. Thọt vô, thọt vô. Đây. Đây dính em dính nè. Chiều nào mưa mặt vô. Không quá. Thọt không? Thọt cũng không sao đâu. Nữa đi. Ồ, hột chắc luôn. Hột cây, hột cây hả? Không đủ 4 mét mấy. Cây này 3 mét mấy hả? À, không có cây. Đắp vô được không? Có nhiêu làm nhiêu đi, chạy kéo ra đi rồi tính. Bất quá thì mình ship chỗ này xuống luôn cũng được. Còn có 1 miếng à. Thấp, nó sẽ ủa 1 mét nữa đó chứ. Thì ở đây là mình sọc của mình. Thì nãy thành lọc cũng có bao nhiêu... Nên giờ đang sửa. Lát xong đi cây lại. Để làm kiên cố hơn. Chắc hơn. Thì không xài cho ai? Không. Được không? Để chú con đi chú đi mọi người nha. TV. Miếng này là che là khổ sợ con tạc đó. Tính liều lý đó. Đó. Đó xoay. Kéo bài tình. Chẳng ai mà yêu bằng mình. Kể ta đứng. Kéo tấm ra cái tới đâu rồi? Kéo hết cái. Kéo thẳng luôn coi. Thẳng luôn coi. Đang con sinh. Thấy không? Để con đứa mà. Tới tới. Rồi vậy được rồi. Chó dư ra đây nó không tạc cái này nè. Cái mốt cho bắt cái tạc được rồi. Đọt cái chị luôn không? Một chút. Một chút ha. Ok. Quý quá ha. Trời ơi trời. Gì có người làm giùm lo gì. Vậy. Chơi bảo quản cho tốt đi, treo kỹ lên. Nhớ lúc nào. Phủ xuống dưới đó luôn à. Chưa xíu nữa cho chắc ăn này. Ơi. Phủ xuống dưới đó luôn. Rồi chú tính thôi, chú tính rồi. Chú tấn à? Chú tấn. Rồi phủ xuống dưới luôn. Rồi bố đi lọc.
bây giờ chỉ có là trừ khi là gió dữ đứt đứt công gì vậy thôi, không đứt là không bao giờ chắc cứu cho anh Tính, chắc cứu luôn bao luôn bộ đây cái nữa cái Tính ơi, trừ khi đứt như chị thôi anh Tính, đến cột ở đây cái này cái nè, nó hai điểm luôn đó, tại vì mưa hai điểm nước nó chặn là nặng lắm. Xong rồi mua cho hai vợ chồng cũng mới lặn nha. Thành Lộc anh đứng với sau lưng đứng nha Thành Lộc. Vậy mới lặn không? Không. Đừng có gồng quá là tương xì hơi từ nghiệp anh nha. Lặn gì qua nhà phòng mày phái rồi mà cái gì? Đâu biết. Thì khi hung bữa nó cái có bầu luôn hả? Ừ. Bữa hung cái có bầu luôn. Tí súng hung cái có bầu luôn á. Ghê không? Là nhiều nay mình đi tí súng nha. Đấu con một tấm luôn nè. Nè, anh. Thành à. Chú Kha nói chiều nay chú Kha với con đi tí thăm tí súng với chú Vương nha. Nước còn đầy nè. Nước lên đây hả? Ừ. Dạ. Nước dạ con. Nói chuyện với người lớn là không được ừ chứ. Nước lên đây cho anh nó chơi. Ừ. Đừng nó chơi. Bây giờ lên đây dẫn đi uống cà phê. Cà phê hả? Rồi thấm thoát mưa luôn trời. Đây mưa thì lạnh chứ. Trời mưa nữa rồi. Được nào em kêu anh Thọt thì anh Thọt ha, Thọt chứ cưng Thọt đi. Trời ơi, mày luôn. Có cái mấy cây này lắc chứ làm lại. Rồi xong luôn. Rồi rồi, buông xuống đi luôn. Bây giờ. Rồi, dắt cái cây ngang cái cây. Chưa đi kiếm cây ngon. Cây đó ngon nhất rồi đó, nhất số mình luôn rồi đó. Để chiếc xíu mình. Ừ. Rồi Dũng đi qua. Rồi phải cắt cái cây cái gì Vĩnh đi, tôi đo cây cắm xuống đi. Mày có cái làm dòng ngon quá trời thì tình ăn cà ri chén xuống ăn cà ri rồi. Rồi xuống đi, rồi chỗ cây gốc cộng là lên đó, gốc cộng Nguyên Hội á. Nó gốc cầm Nguyên Thoại. Gốc cầm ở bên An Giang nhóc vô hết rồi. Chỗ chị cái mắt có gì lon đúng không? Ừ. Thì con nói gốc cầm Nguyên Thoại đâu có biết. Gốc cầm Nguyên Thoại. Nguyên Thoại á. Anh lấy sợ gì chị á, anh xỏ vô làm thẻ định cho anh Kha đi. Đi để ở quần nước tụ không nè. Mấy mét? Vậy 1m9 nhưng mà chiều cao 5 phân không? 1m9 đưa cây nãy. Cái cây nãy được hả? Vậy đúng rồi. Đấy, chích lập luôn. Nước uống chưa mấy anh? Chưa. Xong cây này đi. Mời thưa kiểm tra. Cái áo kia kìa. Cứng nha. Ai buộc cái nào bảo hành cho nó nghe. Ai buộc mà bị bay người đó lại sửa nha. Rồi sao bắt ghế lại đây đi. Ở đây sát đầu này luôn đi mày. Sát đây có dây chì nè, với cái cây nè. Có cái chỗ buộc. Có phải áo đó không? Được không? Chặt không? Dạ, anh em hỗ trợ giùm đi, dính giùm qua. Đây. Thưa các bạn, thì theo một khoảng thời gian thì mấy anh em đã dựng xong cái túp lều của đôi vợ chồng nha các bạn. Túp lều lý tưởng. Bây giờ trời mưa cũng đã tới rồi nè. Bây giờ mà mình một hồi chút xíu nữa đây thử coi tình hình nó có giọt không ha. Chuẩn bị kiểu